xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Dạ kính thưa cô chú anh chị, ngày hôm nay Yến quay trở lại nhà của chị Hạnh Anh Nhàn, thì Yến sẽ chia sẻ với cô chú anh chị về cái tiến độ công trình nhà của anh chị. Thì bây giờ là cũng sắp hoàn thiện rồi đó cô chú anh chị. Một lần nữa thì Yến cũng xin thay mặt cho gia đình xin cảm ơn quý cô chú anh chị Mạnh Thường Quân, cái nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho gia đình của anh Hạnh, anh Nhàn, chị Hạnh có được một ngôi nhà mới lành lặn để gia đình có thể dọn vô ở. Dạ, hồi trước đó là mình gặp ngay một hai cơn bão đó, cô chú anh chị, cho nên là xây cái tiến độ hơi chậm, với lại phần là phải đóng giọng cừ hết cả nguyên một cái nền nhà luôn, rất là nhiều. Dạ, cho nên là mất thời gian cái phần đó. Thì bây giờ là cũng đã hoàn thiện, gần hoàn thiện rồi, tại vì mấy bữa nay thì bắt đầu nắng lại á cô chú anh chị. Dạ. Bữa thì Yến có nói nè, là bên đây nè anh Nhàn ảnh có múc một mớ đất ra để cho nâng cái nền, mà lúc ảnh múc với là trước khi Yến vô rồi, cho nên nó là cái đất nó không có được cứng. Dạ đó cô chú anh chị thấy bên đây là lõm một ao, là anh Nhàn ảnh ở với mấy anh em ở nhà đó là giống như là múc đất ra để cho cái nền nó cao, chứ không thôi Yến có nói mấy video trước đó là cái đất ở vùng này là cứ vô mùa nước nổi hoặc là mưa lớn là sẽ ngập rất là dữ. Dạ đó, bây giờ thì ảnh múc lên thì cái nền của ảnh cao và vả giọng cừ này á, là do là ảnh nói là nhà thì có xin được cừ, thì mấy cái cây ở gần nè mình xin rồi bắt đầu đóng xuống, thì bây giờ nó đã cứng hết nguyên cái nền rồi cô chú anh chị, cho nên là mình cũng đỡ cái phần đó, đỡ cái tiền phần đó, tại vì gia đình tự làm cái phần đó luôn nha. Và ở bên đây bữa nay lại hiện thấy có một cái điều rất là may mắn đó, là ở bên đây nè là cái đất này là không phải của đất của gia đình, đất này là đất của người ta, rồi người ta sang lại cái nền này, rồi cái người ta đi múc đất xình người ta đắp lên, thì vô tình làm cho cái nền của anh chị đó cũng giữ lại nó cứng lại luôn nha. Coi như cái phần bên đây là mình không có lo luôn, của chú anh chị thấy người ta đã nâng cái nền rất là cao, cho nên mai mốt khi mà cái này là mà sang ra bằng phẳng á, thì cái nền của anh chị là nó sẽ không có sợ là bị chuột đất đi nữa nha. Cái nền này thì tới lúc hoàn thiện thì mình còn nâng thêm nữa nha cô chú anh chị, bây giờ là chưa có đủ, mình còn phải đổ cát vô thêm nữa. Và bữa nay thì mấy anh mấy chú đồ đà đang tô tường. Còn cái bức tường thì mình tô đây nè cô chú anh chị, mình tô thì cũng được nhiều một số bức rồi, mình cũng cố gắng làm gió lên rồi nha. Đây thì nhà của mình là nhà cái kiểu mà nhà ống dài chiều ngang 4m, chiều dài 11m, thì mình cũng có hai phòng ngủ luôn, thì nhà là có hai vợ chồng với một đứa con, là đứa con gái. Và đây là bằng cửa sổ ngoài phòng khách của mình, thì bên đây là chưa có tô nên cũng chưa có gắn cửa gì luôn cô chú anh chị. Phía trên nè, phía trên thì mình cũng có mấy cái đàn tô của ngay cái cửa nè. Nhà mình vô đây mình sẽ xem nha cô chú anh chị. Nha, đây là cái phần phòng ngủ thứ nhất. Nhà phòng ngủ thứ nhất thì mấy chú cũng đang tô đây nè. Nha, mình cũng có gắn cửa sổ vô rồi. Nha, mà cửa lớn này mình chưa có gắn. Mình phải tô rồi hoàn thiện rồi mình mới gắn cái cửa này vô. Dạ. Đó. Thì mấy chú đang tô cái phòng thứ nhất này. Bên đây cũng vậy, bên đây cũng đang tô. Thì ngay cái lối đi thì thường lệ thì ngay cái lối đi là mình cũng có một cái cửa sổ nè để cho nó sáng cái phần lối đi của mình. Dạ, như có lấy ánh sáng với lấy gió vô cho nó mát nữa. Dạ. Đây là cái phòng thứ hai. Cái phòng thứ hai mấy chú cũng đang tô. Dạ, đang tô tường luôn. Dạ, nó cũng có gắn cửa sổ rồi đó cô chú anh chị. Cái nền này thì mình còn bơm cát vô thêm nữa cho nó cao hơn nữa nha cô chú anh chị. Dạ, mình cao vô chưa có đủ. Dạ, còn đây là cái phần nhà bếp, nhà vệ sinh. Dạ, cái chỗ này thì mình sẽ làm cái bếp nè. Mình làm cái bếp cho anh chị nè. Rồi đây mình cũng có cái cửa sổ để cho nó thoáng. Dạ. Ở bên đây thì cái nhà vệ sinh của bên đây của mình. Ở bên đây ở trong thì cũng đang tô. Bữa nay là họ là tô cả phòng ngủ với là nhà vệ sinh. Ở đây mình cũng có gắn cái lỗ thông gió. Thì cô chú anh chị thấy nhà vệ sinh của mình cũng rất là rộng rãi nè. Dạ. Ở trong đây thì hơi tối một chút xíu. Dạ. Mai mốt mình gắn đèn thì nó sáng hơn cô chú anh chị. Đó, thì cái chỗ này mình vẫn còn nâng cao lên như là tô cho nó hoàn thiện rồi gắn cửa đồ nữa. Dạ. Đó, hôm nay cũng vậy. Đây là cái cửa sau. Cửa sau mình sẽ đi ra sau nè, nhà này. Bây giờ cái phần đất của anh chị với đất cũng đắp, anh chị cũng đắp lên hoài á cô chú anh chị cho nó cao quá. Với ảnh ấy thấy ảnh có giọng cừ á,
là hôm trước là anh đã dọng tường hết nguyên một cái những cái chân tường của nhà là anh đã dọng hết luôn á cô chú anh chị. Rồi những cái chỗ nào mà có tường là anh đều dọng tường hết để cho nguyên cái nền nhà nó cứng để mà bền. Tại vì cái đất này á, lúc trước thì Yến chưa vô nữa là anh đã múc đất để qua rồi, mà đất mới thì nó không có cứng nên phải dọng tường thì nó mới đảm bảo. Rồi giờ mình ra sau nhà mình thăm hỏi gia đình chút xíu nha. Nhà này thì Yến nghĩ là chắc cũng còn cỡ tầng lễ nữa. Tầng lễ nữa chắc hoàn thiện rồi cô chú anh chị. Tại nay Yến thấy là tô muốn gần xong hết rồi đó. Dạ. Ở ngoài đây tô cũng muốn gần xong rồi nè. Để này thì mình còn tô xong rồi mình sơn rồi dẫm giá đồ lại và lót gạch nữa là coi như là hoàn thiện để bàn giao luôn đó cô chú anh chị. Dạ. Thì hy vọng là đừng có mưa vậy chứ nếu mình làm cho xong cho để cho gia đình sớm dọn vô nhà ở. Đây cô chú anh chị thấy cái nền cũ nè, rất là hấp luôn. Đó, ở dưới đó đó. Nền cũ ở nhà trước giờ là vậy đó. Thì vô mùa mưa là ngập gần tới cái sàn nhà của anh chị luôn. Nha, cái này thì cao lên rồi bởi vì cũng đỡ rồi. Nha. Dạ em chào chị. Dạ. Anh Nhạn nè, anh có đi bắt ba khía không chị? Cô. Đi bắt ba khía rồi ha. Dạ. Rồi bé gái đâu? Con chị đâu? Bé gái đi theo người mợ nó chơi rồi. À đi theo người mợ rồi. Dạ. À, mấy nay ảnh đi bắt bắt khía được không chị? Cũng được cô. Có mưa thì mình bắt được nhiều hơn phải không chị, hay là nắng ít, bắt nhiều hơn? Ít lắm. Tháng này ít lắm. Tháng này ít. À. Dạ rồi chị Hạnh, bữa giờ có ai mướn mình làm gì không? Không cô Yến. Yeah. Lo dẹp dọn rồi coi trong vòng bữa giờ mình coi sóc cái bằng xe nhà ha. Yeah. Đợi xong hết ổn định cái bắt đầu mình cũng mua gà vịt đồ về mình chăn nuôi rồi ha. Yeah, chị. Yeah. Ha giờ bữa hổm cô chú cũng có cho mình chút đỉnh đó. Yeah. Ha thì em cũng bữa giờ em cũng có nhận được thêm tiền của Mạnh Thường Quân giúp đỡ thêm vô trong cái phần tiền xe nhà của chị. Nhưng mà mình xe nhà thì thế nào cũng còn dư. Dư thì mình sẽ có thêm cái vốn đó để mình chăn nuôi heo quá cô Yến. Nuôi heo luôn hả chị ha. À nếu mà được thì mình để dành mình xây chuồng mình nuôi heo. Yeah. Để cũng có thêm thu nhập. Dạ chứ ở trước thì em thấy nếu mà được mình buôn bán rau cải hay là gì đó tạp hóa chút đỉnh ở trước nhà cũng được ha chị ha. Dạ. Chứ bây giờ cái tay của chị là vậy rồi mướn thì người ta không có mướn mình làm thì cũng khó. Dạ. Xin về cũng khó. Dạ. Dạ. Mừng lắm cô Yến ơi. Dạ. Cảm ơn Mạnh Thường Quân rất nhiều á cô Yến. Dạ. Mừng cái mà tạ không nói cái gì được hết trơn. Bữa nay là nhà tới cái khâu tô rồi em thấy cũng lên hình rồi cũng được rồi cũng đẹp ha chị ha. Dắt tối vợ chồng ngồi coi hoài không ngủ. Hai chồng ngồi coi hoài luôn à không ngủ hả? Cô Yến mừng quá. Dạ. Dạ thôi mình cố gắng nha chị ha. Dạ. Em nghĩ chắc nhà này nếu mà nắng vậy nè đừng có mưa là chắc tầm tuần lễ nữa là xong rồi đó để cho gia đình mình dọn vô nhà mới mình ở ha. Mừng quá cô Yến ơi. Sau này hết sợ ngủ cái cảnh mà cái nhà này cái này thì mai mốt mình tái chế lại để mình chăn nuôi. Dạ. Ha mình giữ mấy cái này lại mình coi mình làm cái phần nhà sau nè. Dạ. Đó rồi mình coi mình chăn nuôi được gì mình chăn nuôi mình tận dụng thêm ha chị ha. Dạ. Dạ rồi. Cảm ơn rất nhiều cô Yến. Dạ. Dạ, để tới xong nhà thì em sẽ quay lại thăm gia đình và lừa bàn giao. Lúc đó em cũng có mua một số đồ cho gia đình giống như là giường đồ này, tủ đồ để cho gia đình sử dụng. Chứ bên đây là bây giờ nhà cũng đâu có cái gì đâu. Giường cũng không có, giường ngủ rồi cũng không có cái gì hết trơn cô chú anh chị. Nó có cái dáng cây này không à. Đó, nó ngủ vậy đó. Dạ. Khổ không? Rồi thì gắng cố gắng ha chị ha. Rồi tới đó thì em sẽ quay lại để quay phim cho cô chú anh chị Mạnh Thường Quân xem nhà mới của mình. Cảm ơn cô Yến, cảm ơn Mạnh Thường Quân rất nhiều. Dạ kính thưa cô chú anh chị, vừa rồi thì mình có vào thăm nhà của chị Hạnh thì ngày hôm nay Hiến thấy công trình là coi như cũng hoàn thiện được khoảng 80% rồi, mình còn tô những cái phần còn lại rồi sơn tường rồi dẫm giá rồi lót gạch nữa là xong rồi. Dạ thì ý nghĩ là chắc cũng tầm khoảng một tuần lễ nếu mà thời tiết mà cứ tốt đừng có mưa là mình sẽ trong vòng tuần lễ là bắt đầu gia đình có nhà mới đi dọn vô ở. Thì gia đình anh chị rất là mừng. Chị có nói là ngày nào hai chồng cũng ra ngồi coi nhà hết trơn á là mừng lắm, như là nằm mơ vậy. Dạ có cái nhà mới rồi không có cần phải sau này không cần phải ở cái nhà sàn ở sau lụp sụp rồi mưa gió đủ thứ hết cô chú anh chị, bây giờ cũng đỡ rồi. Với lại phần tiền của anh chị còn dư thì anh chị có nói là muốn nuôi heo thì hôm bữa thì cũng có nói là mình có làm thêm cái phần nền nữa đó, nhưng mà thì cũng đỡ một cái phần đó là
cái thằng cừ chàm á là gia đình tự dọn, tự đốn cây rồi tự dọn luôn, cho nên là đỡ cái tốn cái phần đó. Thì Yến cũng một lần nữa xin thay mặt cho gia đình xin cảm ơn quý cô chú Mạnh Thường Quân và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho hoàn cảnh gia đình của anh chị. Tới khi bạn giao nhà, Yến sẽ quay trở lại thăm gia đình và quay video cho cô chú anh chị xem. Một lần nữa cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều, và Yến cũng xin cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi cái video của Yến. Yến xin chào và hẹn gặp lại.